Xin chào quý khán giả đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, chỉ 30% người Viettel là phụ nữ, nhưng lực lượng này có vai trò là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Viettel. Tập đoàn dành cho họ 6 chữ: tự tin, sáng tạo, đảm đang, và thực sự họ rất xứng đáng với sự trân trọng và tin tưởng ấy. Tại Viettel, có những nữ nhân viên phải ra gia đình để làm việc ở nước ngoài. Trải qua nhiều khó khăn nơi xứ lạ, những người phụ nữ ấy càng thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, năng lực và bản lĩnh trong các lĩnh vực mà họ tham gia. Trong video ngày hôm nay, Ánh Sao Vàng muốn giới thiệu tới các bạn những bóng hồng mạnh mẽ của Viettel ở châu Phi. Cô gái 9X Việt ở Tanzania. Khi trúng tuyển vào Viettel và đang chuẩn bị hoàn thành luận án tốt nghiệp thạc sĩ, ít ai nghĩ rằng cô gái sinh năm 1992 Bùi Thu Huyền sẽ rời Việt Nam khi chương trình học đang ở giai đoạn cuối để đến với một đất nước tận châu Phi. Quyết định đến một vùng đất xa xôi như vậy là một cú sốc đối với gia đình cô. Ngày đầu tiên bước chân đến Tanzania, cô bắt đầu cảm thấy sự nhỏ bé của mình trong một thế giới xa lạ, được bao quanh bởi những tông màu da khác nhau, hình dáng khác nhau và những người nói ngôn ngữ khác nhau. Huyền run lên vì kinh hoàng và cảm thấy có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Huyền bận rộn thu dọn đồ đạc vào chiều chủ nhật hôm đó và bắt đầu công việc mới vào sáng hôm sau. Huyền hiểu rằng mình phải mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình chọn. Tanzania là một thị trường mới và có rất nhiều việc phải làm. Đồng nghiệp của Huyền ở đây làm việc không giới hạn thời gian và rất khẩn trương tập trung, nên Huyền cũng hơi choáng vì có nhiều việc lắm. Lúc đó, Huyền mới bắt đầu hiểu làm hết việc chứ không phải là hết giờ. Khi Huyền được bổ nhiệm phụ trách ban pháp chế, rất khó để có được giấy phép kinh doanh viễn thông quốc tế. 3 tuần sau khi tập trung tháo dỡ, Huyền chính thức được cấp giấy phép này. Điều tương tự cũng áp dụng cho giấy phép 4G khi hạ tầng gặp sự cố, nhà mạng đứt cáp quang. Chị cùng anh em Việt Nam mất ăn mất ngủ để cố gắng khắc phục sự cố. Cô gái 9X chia sẻ, với tôi, đó là thành quả sau bao ngày cố gắng hết sức mình cùng bao anh chị em người Việt tại mảnh đất xa xôi này, góp phần nhỏ bé giúp cho công ty Việt phát triển vươn mình ra ngoài thế giới. Sự lạc quan đến từ vùng đất khô cằn. Nhân viên Viettel ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những vùng nghèo như Mozambique và Burundi. Chị Lan, nữ nhân viên tại Martel chia sẻ rằng vì ít con gái nên hay được nhường nhịn hơn so với các đồng nghiệp nam. Nhờ được chăm sóc như vậy, công việc phối hợp sẽ nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn. Hơn nữa, chị lại có ưu thế về sự khéo léo và nữ tính để mềm hóa một số luồng công việc vốn dĩ khắt khe. Chị Lan không chỉ làm việc ở Myanmar mà còn ở 2 quốc gia khác ở châu Phi. Sau 6 năm sống ở vùng đất nóng và thiếu thốn, chị vẫn lạc quan khi châu Phi đã giúp chị cảm nhận sâu sắc và dần hình thành thói quen suy nghĩ đơn giản về những phức tạp và cải thiện cách nhìn cuộc sống. Các nhân viên ở đây đã dạy chị rằng kiến thức và kinh nghiệm của chị không phải là điều kiện tiên quyết mà chính là sự hiểu biết, lắng nghe và kỷ luật. Chị Lan nghẹn ngào chia sẻ, công tác ở nước ngoài, điều đầu tiên khiến chúng ta tự hào, đó là sự dũng cảm. Dũng cảm thay đổi môi trường sống, gia đình, bạn bè, dũng cảm đến một đất nước mà mình chưa bao giờ đặt chân đến, dũng cảm tiếp nhận một công việc mà mình chưa có cơ hội thử qua trước đó, đương đầu với những rủi ro, dũng cảm lắng nghe những tiếng rèm pha, sao phụ nữ mà cứ thích bôn ba thế. Từ lòng dũng cảm đó, những người phụ nữ như chị Lan đã khám phá ra những điểm mạnh tiềm ẩn bên trong. Thời gian giúp chúng ta lớn lên, nhưng nó không giúp chúng ta trưởng thành. Điều giúp chúng ta hoàn thiện và trưởng thành chính là sự va vấp và kinh nghiệm có được khi sống và làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. Sự may mắn không phải ai cũng được trải qua. Chị Nguyễn Lưu Ly, Viettel Telecom, phụ trách mảng truyền thông và xây dựng thương hiệu sản phẩm của trung tâm tiếp thị và khách hàng thuộc thế hệ thứ 3 của Viettel và đã đưa thương hiệu của doanh nghiệp ra thế giới. Chị đã đặt nền móng cho thương hiệu Viettel tại 10 thị trường quốc tế: Lào, Campuchia, Đông Timor, Cameroon, Haiti, Mozambique, Burundi, Peru, Tanzania, Myanmar. Đặc biệt, Viettel đã bắt đầu đầu tư vào Haiti sau khi quốc gia này trải qua thảm họa động đất kinh hoàng. Khi đó, chị Ly cùng nhân viên đi xuống sân bay và trải qua trước mắt là thành phố đổ nát và hàng dài lều ở tạm bợ. Ở Haiti, mọi thứ đều trì trệ và không hoạt động, thang máy, trụ sở chính bị hỏng, nhưng phải đến 2 năm sau mới thuê được đội sửa chữa. Để đem đến mạng lưới cho người dân sử dụng nhanh nhất, những người trẻ Viettel đã khắc phục điều kiện làm việc tồi tàn sau trận động đất. Được biết, hầu hết mọi người đều phải di chuyển bằng xe tải. Trong thời kỳ đó, con gái được ưu tiên ngồi trong cabin xe và nam giới ngồi ngoài thùng xe.
chị Ly nhấn mạnh, rồi mất điện, mất nước, leo bộ lên 8-9 tầng cầu thang làm việc hàng ngày là những điều thường xuyên diễn ra ở đây. Nhưng đây là một sự may mắn mà không phải ai cũng được trải qua. 9X bản lĩnh chinh phục nóc nhà châu Phi. Đỗ Thùy Linh, phó phòng pháp chế Viettel Global, có cơ hội được đặt chân đến Tanzania thay vì những lo lắng sợ hãi trước viễn cảnh sống ở một nơi khắc nghiệt và thiếu thốn. Linh háo hức vì được làm những công việc mới mẻ, vừa được kết hợp thăm thú tìm hiểu văn hóa bản địa. Sau khi công việc ổn định và đạt được những thành quả nhất định, Linh quyết định chinh phục đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà của châu Phi. Mặc dù trước đó kinh nghiệm leo núi của Linh bằng không, Đỗ Thùy Linh nhớ lại từ những thông tin, kinh nghiệm leo núi đọc được trên các diễn đàn, khiến tôi nhận ra rằng để có một chuyến đi đáng nhớ và ý nghĩa, trước hết cần đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe. Nói cách khác, mỗi người cần biết tự đánh giá bản thân, lắng nghe cơ thể mình, hiểu thấu đáo về nó và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Trải qua một hành trình gian khổ bởi những thử thách của thiên nhiên, Linh cũng được đền đáp xứng đáng bằng trải nghiệm tuyệt vời ít người có được. Thùy Linh chia sẻ, ấn tượng lớn nhất của tôi là bầu trời sao đẹp không tưởng và sâu thăm thẳm, dưới ánh trăng sát rằm, chiếu vòng vọc trong cả hành trình. Không biết dùng từ nào để tả về độ dày của những vì sao và camera máy ảnh cũng không thể ghi lại trọn vẹn được vẻ đẹp của bầu trời ấy. Các bạn thấy đấy, leo đỉnh Kilimanjaro còn làm được thì không gì là không thể. Sếp Viettel Global Đỗ Thùy Linh đã hoàn tất hành trình kéo dài 8 ngày lên đỉnh núi độc lập cao nhất thế giới. Linh đã trở thành cô gái 9X Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi nổi tiếng tại Tanzania, châu Phi. Những thử thách đầy gian truân khi leo núi sẽ là động lực giúp Thùy Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ tại châu Phi. Đầu tư ra 10 thị trường nước ngoài, Viettel đã tạo ra những thành tích ấn tượng. Quả ngọt ấy đã được vun đắp từ bàn tay của nhiều nữ nhân viên trí tuệ, bản lĩnh như chị Huyền, chị Lan, chị Ly và chị Linh. Khi nói về những người phụ nữ Viettel, Bí thư Đảng ủy Hoàng Sơn tự hào, phụ nữ Viettel trí tuệ, năng lực và bản lĩnh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề của tập đoàn, từ viễn thông, bưu chính, công trình, đầu tư nước ngoài, thương mại, xuất nhập khẩu. Trong mắt người Viettel nói chung, những người phụ nữ Viettel gợi lên nhiều cảm xúc. Một người phụ nữ Viettel với tinh thần xung kích, sáng tạo là lính đặc công đặc biệt của Viettel, một phần lịch sử không thể thiếu của tập đoàn và là người truyền lửa cho ngôi nhà Viettel ngày càng phát triển. Trong mắt khách hàng, phụ nữ Viettel luôn để lại ấn tượng là những cô gái dịu dàng, cuốn hút và luôn tận tâm, hỗ trợ khách hàng ở mức cao nhất và giải đáp thắc mắc của khách hàng nhanh nhất. Với tinh thần tự tin, phụ nữ Viettel đã chinh phục được những thách thức trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và quản lý kinh doanh. Chị em thực hiện tốt những công việc tưởng như chỉ dành cho nam giới, đó là xây dựng phát triển hạ tầng, vận hành khai thác, bảo dưỡng bảo trì mạng lưới, phát triển 5G, radar, hàng không vũ trụ. Trong gia đình, phụ nữ Viettel cũng thật đặc biệt với hình ảnh đặc trưng là những người mẹ bận rộn, những người vợ cùng chung lưng gánh vác mọi mặt với chồng hay những người con hiếu thảo, làm tròn vai với hai bên nội ngoại. Dù đi đâu, làm gì, những người phụ nữ Viettel cũng để lại tiếng vang về sự cố gắng, nỗ lực và phấn đấu. Hầu hết tất cả họ đều trưởng thành tự tin khi bước ra thế giới, làm chuyên gia, quản lý ở các quốc gia khác, được đồng nghiệp quốc tế kính trọng về đạo đức, làm việc và trình độ chuyên môn. Nhưng ra nước ngoài chỉ là một trong muôn vàn khó khăn của tập đoàn. Để vươn tới thành công, đã đóng góp không hề nhỏ với công sức và trí tuệ của những người phụ nữ Viettel. Và vừa rồi, Art đã chia sẻ với các bạn những bóng hồng mạnh mẽ của Viettel ở nước ngoài. Các bạn có cảm nhận như thế nào về những cô gái đầy bản lĩnh, dũng cảm? Hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh. Xin mến chào và hẹn gặp lại!